Xin chào các bạn, từng viên ngọc trai lấp lánh ẩn chứa cả một câu chuyện về sự kiên nhẫn và kỳ công của con người đấy. Bạn đã bao giờ tự hỏi hành trình tạo nên những viên ngọc quý giá ấy như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá bí ẩn của đại dương nơi những viên ngọc trai được nuôi dưỡng từ những chú hầu bé nhỏ trong video ngày hôm nay nhé. Hãy đồng hành cùng Ham Khám Phá bắt đầu chuyến phiêu lưu ngay sau này. Việc nuôi hầu để cấy ngọc trai đã trở thành một ngành nghề phát triển ở nhiều khu vực ven biển trên toàn thế giới, mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân. Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, hầu chiếm khoảng 75% tổng sản lượng hải sản thu hoạch của đất nước này. Hoạt động sản xuất hầu được tiến hành trên phạm vi toàn cầu với sự đa dạng về loài và phương pháp nuôi dưỡng. Nhiệt độ và độ mặn của nước biển đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quá trình sinh sản và tốc độ phát triển của hầu. Để đảm bảo hầu có thể sinh sản quanh năm, nhiều nông dân đã áp dụng phương pháp nuôi hầu trên các bè mảng hoặc túi lưới chuyên dụng. Hệ thống này cho phép nông dân điều chỉnh nhiệt độ và cung cấp thức ăn một cách tối ưu, tạo điều kiện lý tưởng cho sự sinh sản hiệu quả của hầu. Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình kỳ diệu của ấu trùng hầu. Tại Mỹ, các trang trại chăn nuôi hầu sử dụng các phương pháp nuôi cấy hầu tiên tiến. Họ sẽ lựa chọn những giống hầu phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể tại địa phương. Các bể nuôi cấy sẽ được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng. Ấu trùng hầu được nuôi dưỡng trong điều kiện lý tưởng với thức ăn là tảo đơn bào. Sau từ 2 đến 3 tuần, ấu trùng phát triển lớn hơn, chúng sẵn sàng được chuyển đến bể ươm. Và sau khoảng từ 4 đến 5 tháng, chúng sẽ được mang ra biển để nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành với nhiều hình thức như túi lưới nổi, khay và các phương pháp khác. Lựa chọn hệ thống phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm môi trường nuôi dưỡng và mục tiêu phát triển của hầu. Hệ thống túi lưới nổi giúp giữ hầu con, đảm bảo độ ẩm và cung cấp không gian tối ưu cho sự phát triển của chúng. Trong khi đó, hệ thống hộp nhận nổi tạo ra môi trường dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm để thúc đẩy sự phát triển của hầu. Chọn lựa hệ thống phù hợp giúp tối ưu hóa quá trình nuôi dưỡng, đảm bảo là hầu con nhận đủ dưỡng chất và phát triển trong môi trường gần gũi với môi trường tự nhiên nhất. Bạn có biết thức ăn của hầu là gì không? Hầu là loài lọc thức ăn, chế độ ăn của chúng bao gồm tảo, vi sinh vật và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước. Chúng sử dụng một hệ thống lọc thức ăn rất đặc biệt. Hệ thống này sẽ thu gom thức ăn từ nước biển, giúp làm sạch môi trường xung quanh. Hầu được nuôi trong môi trường thuận lợi sẽ trưởng thành nhanh hơn, thường thì sau khoảng từ 12 tới 18 tháng. Hầu được thu hoạch khi chúng đạt kích thước phù hợp cho thị trường hoặc là mục đích sử dụng. Tiếp theo, hầu sẽ được vận chuyển đến nhà máy để chế biến. Thiết bị chụp ảnh độ phân dài cao được sử dụng để đo kích thước của từng con hầu một cách chính xác, giúp phân loại chúng theo kích thước và trọng lượng. Sau đó, hầu được đưa qua dây chuyền xử lý để làm sạch, loại bỏ vào ngoài và loại bỏ tạp chất. Cuối cùng, sản phẩm được chế biến sẽ được đóng gói và sẵn sàng vận chuyển ra thị trường để tiêu thụ. Để mở hầu sống, bạn cần sử dụng một loại dao chuyên dụng với thiết kế độc đáo. Dao mở hầu có lưỡi dao ngắn và dày, giúp thao tác dễ dàng và an toàn. Khi sử dụng dao thì bạn nên đặt lưỡi dao vào chỗ nối của vỏ hầu và sau đó áp dụng lực nhẹ nhàng để tách vỏ. Quan trọng là phải cẩn thận để tránh làm tự tổn thương bản thân. Bạn có muốn thưởng thức món hầu thơm ngon và bổ dưỡng này không? Nếu có, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn.
Thịt hàu giàu các axit amin thiết yếu, hỗ trợ phát triển và duy trì cơ bắp. Nó cung cấp đầy đủ khoáng chất như sắt và kẽm, quan trọng cho việc duy trì sức khỏe xương và tăng cường hệ thống miễn dịch. Các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng ta sẽ đến với quy trình nuôi cấy ngọc trai vô cùng thú vị ngay sau đây. Ngọc trai được biết đến là một trong những loại đá quý có giá trị nhất trên thế giới, với giá trị thị trường toàn cầu tăng với tốc độ đáng kinh ngạc, đạt 130% hàng năm. Do đó không có gì ngạc nhiên khi một món trang sức ngọc trai độc đáo có thể được bán với giá trên 1,5 triệu đô la Mỹ. Khác với các loại đá quý hình thành sâu trong lòng đất, ngọc trai là những viên ngọc quý hiếm được tạo ra bởi các sinh vật sống. Hào biển, các loài trai nước ngọt và trai nước biển khác có khả năng sản xuất ngọc trai thông qua quá trình tự nhiên. Quá trình này xảy ra khi chúng phản ứng với các tác nhân kích thích hoặc vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể với mục đích tự vệ. Tuy nhiên, ngọc trai tự nhiên là cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện trong khoảng 1 trên 10.000 con. Con người đã phát triển những phương pháp nuôi cấy ngọc trai vào hầu và sản xuất ngọc trai một cách khéo léo với số lượng lớn. Tại trang trại ngọc trai lớn nhất ở Úc là Sikonet Bay Burn Farm, nằm ở phía bắc của Western Úc, gần vịnh Sikonet Bay. Trang trại đã tồn tại từ những năm 1940 và đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất ngọc trai nhân tạo hàng đầu tại Úc. Tại đây, những người nông dân khéo léo sẽ mở hàu sống và cấy hạt ngọc trai nhỏ vào bên trong của chúng, một quá trình được biết đến với tên gọi là kép hạt. Sự hình thành của một viên ngọc trai tự nhiên bên trong con hàu bắt đầu khi một chất lạ rơi vào giữa lớp mantle và vào hàu, làm kích thích lớp mantle. Phản ứng tự nhiên của hàu là ngay lập tức nó bịt vào lại và che phủ chất ngoại lai để bảo vệ chính nó. Lớp mantle của hàu là cơ quan tạo ra vào hàu và chúng sử dụng khoáng chất từ thức ăn của hàu. Lớp mantle nhanh chóng che phủ vật thể lạ bằng một lớp giống như là xà cừ, là vật liệu tạo nên vào hàu. Cuối cùng, theo thời gian khoảng từ 2 đến 3 năm, lớp phủ chứa canxi và protein này sẽ dần tạo thành một viên ngọc trai. Một con hàu trưởng thành có thể sản xuất từ 1 đến 3 viên ngọc trai. Tuy nhiên, số lượng hạt cấy vào mỗi con hàu có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào quy trình nuôi cụ thể và mục đích kinh doanh của người nuôi. Việc cấy nhiều hạt hơn có thể tăng cơ hội tạo ra nhiều ngọc trai, nhưng đồng thời cũng có thể tăng nguy cơ gây tổn thương cho hàu và làm giảm tuổi thọ của chúng. Khi ngọc trai sẵn sàng để thu hoạch, hàu trưởng thành được gửi đến các cơ sở chế biến, nơi vỏ hàu sẽ được mở ra để hoàn thành quá trình trích xuất ngọc trai. Việc trích xuất ngọc trai được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận để tránh làm xước ngọc trai. Hàu sẽ được kẹp bằng một dụng cụ chuyên dụng để người thợ có thể dễ dàng trích xuất ngọc trai. Các bạn có thắc mắc là khi thu hoạch ngọc trai xong thì hàu có bị chết hay không? Câu trả lời là không nhé. Khi thu hoạch ngọc trai, nhờ bàn tay khéo léo của người thợ, hàu thường là không bị tổn thương, cho phép chúng được tái sử dụng để sản xuất ngọc trai. Tuổi thọ trung bình của hàu được nuôi để cấy ngọc trai thường dao động từ 5 đến 10 năm. Sau khi trích xuất, ngọc trai thường được ngâm trong dung dịch và rửa để làm sạch hoàn toàn những phần không cần thiết. Sau đó, một số viên ngọc trai sẽ trải qua quá trình tẩy trắng và đánh bóng để nâng cao vẻ đẹp của chúng. Cuối cùng, những chuyên gia đá quý sẽ phân loại ngọc trai thành các nhóm kích cỡ và chất lượng khác nhau phù hợp với từng yêu cầu chế tác trang sức. Ngọc trai nhỏ thường được sử dụng cho các món trang sức như là khuyên tai và nhẫn, trong khi những viên lớn hơn thì thường được ưu tiên cho các thiết kế độc đáo như là vòng cổ hoặc vòng tay.
Hiện nay có nhiều trang trại bò hiện đại được thiết kế với công nghệ tiên tiến, giúp quản lý và chăm sóc đàn bò một cách tốt nhất. Những công nghệ này bao gồm hệ thống giám sát tự động, hệ thống cấp thức ăn tự động, hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống xử lý chất thải và hệ thống cung cấp nước tự động. Sau một thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng tại trang trại, bò sẽ được chuyển đến các nhà máy hiện đại để chế biến. Những nhà máy này thường được trang bị các thiết bị và công nghệ tiên tiến, giúp chế biến thịt bò một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trước khi bò được giết mổ, chúng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra này được thực hiện bởi các bác sĩ thú y hoặc là nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có các chứng chỉ liên quan. Bò được đưa vào khu vực chuẩn bị trước khi chế biến, nơi chúng sẽ được cho ăn, tắm rửa, cạo lông và cắt móng. Sau đó, bò được đưa vào khu vực cây mê, nơi các chuyên gia thú y sẽ tiêm thuốc mê để bò mất ý thức và không cảm thấy đau đớn trong quá trình giết mổ. Tiếp tục, thịt bò sẽ được cắt thành hai phần bằng nhau bằng một máy cắt lớn. Các công nhân sau đó sẽ tách riêng các phần thịt và dán tem chứng nhận chất lượng. Các phần nội tạng cũng được xử lý sạch sẽ, phân loại và đóng gói riêng biệt. Thịt bò sau đó được người công nhân loại bỏ các phần như xương và các phần không cần thiết khác. Sau khi được làm sạch, thịt sẽ được cắt và chia thành các phần khác nhau tùy theo yêu cầu của từng đơn hàng cụ thể. Thông thường, thịt bò sẽ được đóng gói trong túi hút chân không hoặc là hộp nhựa. Trước khi được đóng gói, thịt bò sẽ được kiểm tra lại một lần nữa về chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Trên bao bì sản phẩm sẽ được dán các thông tin quan trọng như tên sản phẩm, trọng lượng, hạn sử dụng, thông tin xuất xứ và hướng dẫn bảo quản. Các bạn cảm thấy video hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn! Các bạn đã từng thắc mắc da bò sẽ được các nhà máy xử lý như thế nào chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình thuộc da nhé! Da sau khi được tách từ bò sẽ được chuyển đến nhà máy để bắt đầu quá trình ướp muối. Muối giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và mốc trên da, từ đó giữ cho da không bị hỏng trong suốt quá trình xử lý. Ngoài ra, muối có khả năng hút ẩm và các chất lỏng khác giúp loại bỏ máu và chất lỏng dư thừa từ da. Quá trình này thường kéo dài từ khoảng 2 tới 4 tuần tùy thuộc vào độ dày của da và điều kiện thời tiết. Sau đó, da sẽ được chuyển đến nhà máy và cho vào một máy có lồng quay đặc biệt. Trong máy này, các dung dịch hóa học giúp loại bỏ muối trong da và làm mềm các phần như mỡ và lông còn sót lại trên da. Tiếp theo, da sẽ được đưa qua máy cán để loại bỏ các phần như là mỡ, lông và các phần không cần thiết khác. Tiếp tục, da sẽ được cho vào một bể nước để rửa sạch. Sau đó, da được cho vào máy cán nhiệt giúp làm khô và mềm da. Da sau đó sẽ được đưa qua một máy cán giúp cán da theo độ dày yêu cầu của khách hàng và loại bỏ các phần thừa không cần thiết khác.
Tiếp theo, da sẽ được trao lên và để khô trong khoảng 24 giờ. Sau đó, da sẽ được đưa qua máy cán nhiệt để làm phẳng và làm mềm da. Da sau đó sẽ được đưa qua dây chuyền sơn màu để tạo ra các màu sơn khác nhau tùy thuộc theo yêu cầu của từng đơn hàng. Cuối cùng, da sẽ được đóng dấu của nhà máy và chuyển đến tay khách hàng. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về quy trình sản xuất dây lưng từ da bò nhé. Đầu tiên, người thợ sẽ chọn lựa những tấm da chất lượng tốt nhất để gia công. Tiếp theo, da được cắt thành các dải dài với chiều rộng phù hợp theo yêu cầu của từng đơn hàng. Sau đó, da được đưa vào một chiếc máy chuyên dụng để làm mỏng, giúp đạt được độ dày đồng đều. Tiếp tục, da sẽ được cho vào một chiếc máy để vun một loại keo chuyên dụng. Tiếp theo, người thợ sẽ dán hai miếng da vào nhau bằng một máy ép thủy lực. Máy này cũng giúp loại bỏ những phần da thừa. Tiếp tục, dây lưng sẽ được người thợ đưa qua một máy để đục lỗ dọc theo dây lưng giúp điều chỉnh kích cỡ. Dây lưng sẽ được một người thợ thủ công lành nghề may viền để tăng độ chắc chắn và tăng giá trị thẩm mỹ. Dây lưng sau đó sẽ được đưa qua một máy chuyên dụng giúp làm phẳng dây lưng. Tiếp tục, dây lưng sẽ được bôi một loại gel bóng để giúp bảo vệ và làm mềm da. Cuối cùng, dây lưng sẽ được khắc logo, dán nhãn, gắn hoàn thiện các phụ kiện, đóng gói và sẵn sàng chuyển đến tay khách hàng. Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn giải đáp các thắc mắc của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là ý kiến nào, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu yêu thích video, hãy ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video đến bạn bè và người thân để ủng hộ kênh chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn! Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đặc biệt về đội ngũ sáng tạo đằng sau kênh của chúng tôi. Đầu tiên xin giới thiệu biên kịch video của chúng tôi là một người có niềm đam mê sâu sắc với lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ giỏi viết lách, cô ấy còn là người dẫn đầu trong việc tìm hiểu và khám phá các phương pháp nông nghiệp tiên tiến trên toàn cầu đấy. Kế tiếp, chúng tôi tự hào giới thiệu về chủ kênh kiêm chuyên gia edit video của chúng tôi. Anh ấy không chỉ là linh hồn của đội ngũ sáng tạo mà còn là tấm gương về sự chăm chỉ và đam mê. Dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để chỉnh sửa video, anh ấy không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Trong hành trình sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại